Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tìm cây chữa nhiệt lưỡi. Cái cây này là chuyên đặc trị về nhiệt lưỡi. Nhiệt lưỡi hay gọi là nhiệt đỏ hay gọi là cam đỏ ấy, do các bạn nóng trong và do uống nhiều nên là nó gây ra. Nó để nó chạy sâu xuống cổ họng nó rất nguy hiểm. Đây rồi, cái cây thuốc rồi các bạn. Mình không biết tên của cây này, bé mình hay dùng nên rất mau khỏi. Bạn chỉ cần bôi vào khoảng khoảng 2-3 tiếng sau là khỏi rồi. Cái cây này nha, lá màu xanh này, có lông này, cây nó mọc vào khoảng 8 tháng 8 đến tháng 12 dương này, và nó ra hoa màu trắng. Tí nữa mình sẽ đưa các bạn đi tìm cái cây có cây ra hoa, cây ra hoa màu trắng này, gió thổi nó bay thì phát tán tứ tung luôn đấy. Cái cây này nó thường mọc vào ven đường. Ven đường hoặc là bãi đất trống nhá. Đấy. Khi nó còn nhỏ thì lá nó to, còn khi nó to rồi thì lá nó nhỏ đi. Hoặc là do nó có chất đất nó kém nó sẽ nhỏ đi. Có cây nó cao đến lưng chừng người. Đây mình phải di chuyển ra tận một cái nơi xa hơn này mới có cái cây nó già. Cái cây này đang ra hoa này, hoa màu trắng nhá. Các bạn nhìn nhá, hoa màu trắng này, hoa này chỉ cần động cái là nó chín là nó bay thôi. Đây là cây thuốc chữa nhiệt mà lúc chiều mình đã đi hái. Để chữa nhiệt thì các bạn cho vào trong cái cối, sau đó lấy chày giã. Các bạn giã càng lát, dài càng tốt nhé, thì nó sẽ có nước. Đấy, giã càng lát càng tốt, nó ra nước càng tốt. Nếu lười thì rửa đi xong lấy cho vào mồm nhai là được, đắp của chỗ cái lưỡi bị nhiệt đấy là được. Nhưng mà nếu mà bị nhiệt nha, mà các bạn cho cây này vào lưỡi thì nó hơi sót một tí, cố chịu đựng thôi, nhưng mà qua tầm vài tiếng là khỏi. Các bạn nhớ đăng ký kênh mình để mình hướng dẫn thêm nhiều cây thuốc tốt hơn cho nhiều các bệnh khác.